Con được biết là hồi hướng chỉ dành cho người đã khuất hoặc chúng sinh ở các cõi giới. Vậy mỗi khi con làm được một công đức gì dù lớn dù nhỏ, con muốn nguyện cho con cái của con còn sống được khỏe mạnh, an vui, chăm ngoan, học hành giỏi giang thì nên làm cách nào? Để mà quý vị có thể giúp được cho những người còn sống được cái phước đó thì cách tốt nhất là quý vị rủ làm chung. Xin lấy ví dụ nghe. Giống như ở nhà sư hồi sư chưa có đi tu á, ở nhà có cái thùng gạo. Rồi khi làm phước á, ví dụ như là cúng dường gạo đi, làm phước á, thì nói với mấy đứa con nít, mấy đứa nhỏ ở nhà đó, tại vì tụi nó không có tiền, con nít làm gì có tiền. Mình nói nó là bây giờ á là cho mấy con gạo đó, thì mấy con muốn làm phước bao nhiêu á thì xuống dưới múc gạo đem lên trên đây làm phước. Thì cái đứa nào mà nó có tiền, hồi trước sư không có nhiều tiền đó. Mở tủ tiền ra có khi có 4.000-5.000 nha. Nhưng mà 4.000-5.000 cũng hùng phước. Còn không có tiền, cái đứa nào không có tiền á thì nó xuống nó múc, có khi múc 1 lon gạo, 2 lon gạo. Rồi có đứa thì nó chơi, nó múc nguyên một cái bịch gạo. Cái bịch gạo chắc khoảng 2 kg. Nó múc nguyên cái bịch gạo đó. Thì đó là cái cách để mình cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó hùng phước. Mà khi nó hùng phước như vậy đó thì trong cái phần phước bố thí cúng dường đó tụi nó có phần. Rồi nhờ như vậy đó thì tụi nó mới có phước. Và khi có phước như vậy thì mới hồi hướng được cho cái người còn sống, tức là cái bản thân cái người đó. Tóm gọn lại ha, muốn người nào được hưởng phước thì hãy rủ người đó làm phước chung với mình.